Hello, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Dân Biển. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Quảng Trị. Nghe thông tin của hai những cái thuyền này đi cả đại sược á, trúng mạnh cho nên phi vào đây các bạn, vừa phi vào cặp là thì cái thuyền này vào này, 98039 của anh Bếu. Mới vừa cập cảng luôn. Đầu thì này xem, ủa, cá bỏ sa băng kìa. Đây là những cái tàu hải quân cảnh sát biển để quay cả xem là nhiều không. Đây là cảng cửa Việt Quảng Trị, cảng này lần đầu tiên đến đấy, để xem như thế nào. Cả cứ một sáu đi mà một đi. Chỗ này cặp không được các bạn ạ, cặp vào nhưng mà tàu nó đập vào vách ấy, cho nên phải ghé ra để đầu chỗ khác, lụt quá. Nghe bảo là 16 tấn đánh lúc 2 giờ đêm, bây giờ là 3 giờ chiều rồi, mới vào bờ. Quảng Trị 98039. Bên này cũng có này. Wow, toàn cá bè luôn. Này cân lúc xả đến giờ rồi. Thuyền này nay chuẩn bị kẹt này, xe, ui, xe này là ở ngoài mình vào. Dương kiểu hả nữa hả? Ui, cá này. Mười sáu tấn quá nhiều. Hết. Nó đưa lên cân. Hey!
Lên xe thì bóc bây giờ hai thuyền kia chỉ cân cá các bạn ạ, cá 90.000 một ký, 16 tấn thì nhiều đấy. Đi 12 chiếc nhưng mà 3 chiếc gặp cá thôi. Chiếc này là chiếc của chú Tha đầu tiên này, chiếc thứ hai là con biển của anh Biểu. Chiếc thứ ba là đang chạy vào này, ngoài kia. Chiếc này vừa lưới vây mà vừa phá cả cớp. Đây chiếc này cũng đang vào này, một chiếc mười mấy tấn. Quá đỉnh. Thì mình sẽ vào gần đấy. Giờ chạy qua cái cầu này là qua bên cảng khác các bạn, có cái thuyền cũng đang vào. Cầu này rất là đẹp. Cái này có mặt trục 4 sao. Chạy từ từ chút. Chỗ này là hai thuyền đang cân cá. Chắc phải tối mới sóng. Tối hoặc là sáng mai. Lâu lắm. Đầu đi qua bên này các bạn, bên này cũng có mấy thuyền, người ta cũng làm cái bè vào trùng cá, bây giờ đang bán. Thank you.
Đi ra ngoài này các bạn. Bên này có ghé đang lấy đá đây. Dạ. Dạ. Đang lấy đá thì ra khơi. Đang ngoài này có thuyền đập ghe này. Thuyền đập ghe ở chỗ mình đây. Đã xin nước uống. Bên này có ghe của 36. Ghe Thanh Hóa. Kim. Đây có hai thuyền luôn. Hai thuyền thu mua. Đây là anh Long. Gặp chủ thu mua các bạn ạ, con nhỏ mới giàu quá. Tàu này là anh Long. Qua kiếm nước uống người khát quá. Chú mua chai này. Bán sống à? Buông anh đi à? Anh Long đi Hàn Quốc về bây giờ sắm tàu các bạn ạ. Tàu thu mua ghé. Hàng ngày vào một chứ? Hay bà sao? Đi thu mua hai ngày vào một. Thu mua này của anh Linh 86. Tiêu bạc đi chị miếng nữa. Bạc ra rồi. Ui, bên này có bia gì la đi. Cá méo à? Ghe thu mua. Nước này. Nước về là thu mua với bia. Cấp cho các thuyền đập ghe. Mua. Ngoài này là anh em đang lấy nước. Thuyền này mấy cân xong. Thuyền bên kia chưa cân nhỉ. Đây là anh Tuấn, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Đang đi cái giác nữa. Gút ra. Khớp khớp. Tí xếp cho một vé lên khỏi khớp. Đi chưa? Đi ở đấy chưa? Đi ở đấy chưa? À. Và bên này là của anh Hoàng Nhi. Đi mua ăn gặp ăn Nam Heo. Ở bên này có bóng ghe của Thanh Hóa này. Bóng ghe này đi một ngày là 4-5 nhát. Đánh ghê lắm. Tôi là em. Bên này có một thuyền bóng ghe này. Thuyền này thì làm 700-800 cái bóng. Thuyền ở quê mình thì 2.000-2.500, 2.700 nhiều hơn. Cái này là ghe thu mua của anh Hoàng Nhi. Thu mua này thì chuyên mua ghe. Hai ngày vào một lần. Bây giờ bật ghè lên để cân. Lũ Lý Tuấn. Quay. Chế mặt hay luôn. Mực lại bụng ra. Cố gắng lên, ăn mò sẽ chi tất cả iPhone 15 hay 16 gì có hết. Ngoài này bùa có không? 20 cân á. Một vớt. Ghe gần Tết rồi mà ngó ốm yếu quá. Nhưng như ghe to hả? Ghe nó bắt con này là tôi đấy kỳ. 20 cân bồn, 20 cân. Giang giang á. Ui, thế 5 ngày vô mục à. Đưa lên đến nay cân này à.
cựu chiến binh luôn. Tiệc ni như mò thưởng 3 tháng lương à? 3 tháng đủ ấm này. Rồi đi tiếp. Đi vào đây quay các bạn. Ghe của thú mua hàng như rất là tốt. Ê, nhân đỏ thôi. Ghe này mà cân được 50 ngàn các bạn ạ. Rẻ quá. Mà không. Ghe quá đẹp. Quá đau vì tuyệt vời. Nên mình ngoài bùa lắm đây. Ở bên Trung Quốc chạy về đây. Có nào hải nam cân nó chạy về đấy. Dạ khổ, quay vui anh. Tao linh nhiêu ấy, tao linh nhiêu không biết.
Anh em, cho em xuống đường lộ quay được nhé. Ồ, cả bánh nha. Rồi xuống hầm quay. Đi 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 vòng xuống lưng. Ui, tàu này to luôn các bạn ạ. Thuyền này cả làm phá, cả phá cả cơm, cơm đen mà cả làm vây với cả bè. Ui. Đây là mấy con cá nhỏ nhỏ. Ui. Một hầm luôn. Mày tấn rán. Mày tấn á. Ba chục tấn à? Ba chục tấn. Ba chục tấn thì tiền đi ấm nó rồi. Người vang luôn này. Đây, thêm con nữa. Cả đi gặp đoàn mấy giờ đấy. Gặp đoàn mấy giờ. Đánh buổi sáng à? Đánh buổi sáng à? Anh là mấy nhát anh? Mấy nhát hay là một nhát? Một nhát à? Một phát. Sao.
Rồi mình nuôi Em gái mấy con to là để ăn này, chia trên thuyền, con nhỏ là bán. À, cái này là chó đồng đội. Ui. Mới bắt điện có nữa mà điện đu là hôi khôi đứng điện môn ba điện là không bỏ. Bỏ để con nữa vô. Mà Dương lấy mấy con đầu tiên mà ăn cho ngon. Lấy lâu hè, lấy lâu. Bắt á, mà xúc à? Xúc nước, nồi giống pháo. À. Nồi giống pháo lắm, bỏ cũng không bắt. Tờ gì lên là nồi lên luôn. Ồ, hèn gì lâu vậy? Được hai hôm đi ra. Tony là ai là tài công anh? Tài công mới. À, chú tài công à? Nên chú là lái tàu luôn. À. Thật ra chú tao lên con chủ luôn à? Rừng càng già càng cay. Để anh ấy uống anh Thank you.
Đạp nó đạp bố được đấy, đạp nó yếm như thế chưa? Thêm nó nhỏ bốc máy như thế.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đừng có đưa con. Hai con bán đi được, đưa cho hai con để bán đăng ký được.
như cả như kia lên là đóng cả các bạn. Đóng bốc rồi bắt đầu đưa lên xe này. Xe này đi tiêu thụ chỗ khác. Nhập. Cái này có giá là 70 ngàn một ký. Mười tấn 700, 15 tấn tỷ. Ba con to nhỏ. Anh em bán cho bà con với, à, bán cho từng cái tiền đấy. Bắt đầu lấy đấy. Không quan. Bên đây bán.